Em ở đây bao nhiêu lâu rồi? Dạ em về đây được ở đây chắc cũng 2 tháng mấy. À, em ở nước ngoài? Dạ em ở Mỹ. À 2 tháng mấy thôi, em ở đây cùng với lại? Dạ em ở đây cùng với chồng em. Chồng em? Dạ. Em mời anh vô. Dạ chồng em đang nấu đồ ăn với cha. Dạ. Sao em mới ngủ dậy rồi? Dạ chồng em đang chuẩn bị đồ ăn. À dạ. Thực ra đây là phòng với em thuê. À dạ, đó là chỗ ngủ của em. Mới vào là giới thiệu chỗ ngủ luôn rồi đấy. Ờ, chào em. Giờ đây là chào. Hôm nay anh đến từ chương trình Blue Life á. Anh đến để thăm cuộc sống của hai đứa xem như thế nào. Dạ em đang nấu bữa ăn cho vợ. Món gì vậy? Dạ hôm nay em nấu món mì tiệm. Mì vịt tiệm. Tí nữa anh được ăn cùng mà đúng không? Dạ có. Okay. Dạ. Anh ăn hơi nhiều nhé. Dạ. Nhưng mà vợ em không thích ăn vịt cho nên em nấu mì gà tiệm. À cho nó dễ ăn hơn. Nghề nghiệp của em là gì? Dạ thường anh nghĩ em là đầu bếp. À thế à, thảo nào anh thấy cái nồi của em kiểu rất chuyên nghiệp ấy. Thường ngoài đường nó bán mì tiệm mà không có mấy cái này. Ừ. Còn em thì em tìm củ quả. Em làm đầu bếp bao nhiêu lâu rồi? Dạ làm hơn 5 năm rồi. Ồ, từ chúng ta cũng rồi. Mấy em sẽ múc chanh một tô. Đến nãy giờ mình mới chào hỏi nhau thôi thì chắc là khán giả chưa biết bọn em như thế nào. Nên mình có thể giới thiệu một vài thông tin cho mọi người nhé. Dạ, em xin giới thiệu anh là em tên là Hoàng Anh. À, sinh năm 1993. Hoàng Anh. Dạ đúng rồi. 1993. Đây là vợ em. Tên đầy đủ của em là Nguyễn Thanh Tùng Anh. Nay em 25 tuổi. Em ở định cư nước ngoài. Em làm nail. Em định cư lâu chưa? Dạ, tháng 10 này là được 5 năm. Hai em quen nhau được bao lâu rồi nhỉ? Dạ cũng gần 5 tháng. Gần 5 tháng. Dạ đúng rồi. Rồi lần đầu tiên làm sao mình liên lạc được với nhau? Giờ em lướt Facebook á. Cái em thấy cũng đẹp, dễ thương, cái em nhắn tin. Nhắn tin. Em chụp thấy chụp phim nước hoa, cái em lấy cớ nước hoa, em xin cho nước hoa. Là muốn tán ai là xin đồ chứ? Dạ đúng rồi. Ờ cũng được, hợp lý. Cách này tốt nha. Nếu không tán được người ta cũng xin được lọ nước hoa. Để chọn vậy. Rồi cuối cùng em được cái lọ nước hoa đấy không? Dạ không. Không. Được người, dạ được người có nhiều đúng không ạ? Lúc đầu thì em chỉ trả lời bình thường thôi, em không có quan tâm tới. Gửi hình cho em coi á thì em nói thôi thằng này điểu, nhìn cái mặt là điểu. Hình gì em? Hình bạn ấy chụp á. Tại vì bình thường selfie cái hình. Nếu mà hình bình thường thì trên Facebook mình xem được rồi. Em không có vô coi. À, mặt điểu là mặt sao em? Em nhìn cái cảm giác em không có được an toàn á. Ừ. Em thôi không chơi. Thì bạn này cứ nhắn tin hoài. Thì bữa đó em cũng đang rảnh, thì ở Mỹ em đi làm giờ em có làm gì hết trơn á. Lúc đó cũng có rất nhiều người điện thoại với em, nhắn tin với em mà tự nhiên không dính. Có bạn lý do vì sao em biết không? Cha tại em đẹp. Ờ hợp lý không? Có nhiều bạn đẹp hơn đó. Giờ sao không chọn mấy bạn đẹp hơn em? Em không biết, giống như em anh không điểu anh. Thường ghét người điểu để cho người điểu. Ghét của nào thì cho của đấy đúng không? Chắc vậy. Rồi mình quen xa như vậy đó. Thì khi mà em quyết định về Việt Nam để gặp Ân á. Dạ. Cái cảm giác đầu tiên khi mà em đáp máy bay xuống đây và gặp thấy Ân ở ngoài đời. Thực ra ngại lắm anh. Hai đứa gặp nhau không có nói gì hết trơn á. Em cũng không có dám nhìn Ân nữa. Thì hơn là có hai người bạn em cho nên em cứ nói chuyện với bạn em thì em bỏ người này qua một bên. Ok. Chị như nó ngại không nói chuyện được anh. Không có nói chuyện. Rồi em sẽ không bắt chuyện với lại. Em không vậy luôn. Rồi khi nào hết ngại? Cái lúc mà lên xe á, Ân ngồi kế bên em bắt đầu nắm tay này kia kia nữa. Là lúc đầu, là lúc đó mới nói chuyện. Về tới nhà thì vừa mở cửa vô thì em thấy trên giường của em thì bông hồng. Xếp hình trái tim để là anh yêu em. Trải từ cái bàn trang điểm, trải dài vô tới toilet luôn. Và sau đó là dọn thấy mẹ luôn. Ai thắc mắc nhá, tại vì cái việc mà một người họ thể hiện ở trên mạng xã hội á, với ở ngoài đời nó rất khác nhau đôi khi. Nên em khi mà trước khi gặp Ân em có hồi hộp không? Tại vì cái việc mà mình từ Mỹ về và mình dọn ra ở ngay với một cái người coi như là xa lạ, chưa rồi gặp ở ngoài đời bao giờ. Em không lo gì ở tụi mày?
bạn bên Mỹ cũng nói là nó ghen. Tại nó tin tưởng em. Thật sự. Tại vì không quen gặp ngoài đường, ngoài mặt như thế nào á. Đúng. Mà về lần đầu tiên gặp ở chung luôn. Chắc em dễ quá. Em là một người rất dễ. Dễ. Giống như là ai nói cái gì thì em nghe, em đều tin hết. Thì trước khi về Việt Nam thì em có đưa chiếc xe của em cho Ân mượn. Với lại em có gửi về cho Ân 2,000 giữ giùm em. Thì thí dụ mà Ân là người tốt thì em còn, thí dụ mà Ân là người xấu thì coi như em mất luôn. Mất hết hát luôn anh. Xong mất thêm 2,000 nữa. Sao mà cuối cùng vẫn còn? Dạ còn. Vẫn còn. Còn người. Còn người tưởng tiền. Còn sự tích tấm ảnh. Cái này là em với Ân đi lên móc đi đi ăn phở. Cái bạn kia nhắn tin cho em, hỏi em đang ở đâu. Thì em nói em đang ở Landmark. Cái anh nói ảnh để anh chạy qua. Anh cũng đang ở không. Mà người đó là trai thẳng. Là bạn này nó không tốt anh. Cứ theo lợi dụng. Em không thích Nó hiền quá. Cái ai lợi dụng cũng được hết á. Cái em không thích. Mà hỏi người ta hỏi nó đâu nó cũng khai ra. Xong người ta nói đi qua. Người ta ăn chung vậy đó. Cũng mời ta ăn luôn. Xong rồi lấy điện thoại em block cái anh kia luôn. Em chủ yếu là không muốn nói chuyện cái kia thôi. Tại em muốn không muốn bị lường gạt thôi. Chứ không phải ghen. Mà em làm em dễ ghen á, cho nó sợ. Mà em không có sợ. Nó cứng đầu lắm. Cho anh hỏi tại sao em cảm nhận được cái người kia như thế nào mà bảo là lường gạt Tùng Anh? Tại em có Facebook của Tùng Anh. Vô đọc tin nhắn là các bạn kia là làm trong quán bar bút bàn. Tự lấy điện thoại tự nhắn tới bút bàn mấy chục triệu một đêm. Tại cái bữa đó có cái show Sơn Tùng á. Tự như là tự lấy điện thoại xong tự bút luôn. Thằng này phải trả tiền vậy đó. Thôi. Mẹ cũng để cho người ta làm như thế luôn. Nó là buồn thôi chứ nó cũng chưa kể. Chưa kể hết biết bao nhiêu tiền. 100 mấy chục triệu. Lừa. Người ta nói đúng mà còn lừa. Anh thấy cũng hợp lý mà. Tại vì đâu thể nào mà mình thấy người mình yêu thương xong bị lợi dụng như thế mà mình ngồi im được. Đúng rồi. Mình phải có một cái gì đấy làm chứ. Và bây giờ em với bạn đấy còn liên hệ với nhau không? Lóc rồi. Vâng. Nhưng mà tại sao em có thể giao hết mọi thứ cho một cái người mình chưa gặp bao giờ? Không phải mọi thứ mà là nhiều thứ. Giống như là em có nhiều khi em biết người ta chơi xấu với em nhưng mà em vẫn bỏ qua, em vẫn tiếp tục chơi với họ. Có một tính tốt anh. Người nhà thì keo kiệt, người ngoài thì rộng rãi. Keo với người nhà từng đồng từng cắt luôn anh. Còn người ngoài bao nhiêu cũng cho hết. Cho xong nó không lấy. Có phải là do em cần bạn quá không Tùng Anh? Kiểu như là em cảm thấy là mình thiếu các mối quan hệ nên em phải dùng tiền để mà mình giữ các mối quan hệ đó. Em cũng không biết. Tại vì thực ra em không có bạn. Mỗi lần về Việt Nam là em không có bạn. Cho nên em cần kiếm bạn á. Cái việc mà người ta sử dụng kinh tế của mình một cách vô tội vạ như vậy mình cũng phải hiểu được chứ. Đến bây giờ mới hiểu. Phải là phải có người yêu. Tại vì bây giờ mới hiểu. Tại bây giờ không có tiền để xài. Kinh tế của em là bạn giữ. Em nắm đầu hết luôn. Em muốn xài gì là phải hỏi luôn này. Bạn này đưa. Chơi game nữa anh. Chơi game hơn 1 tỷ. Nạp game. Bây giờ em biết ở đâu chơi đâu. Hợp lý quá. Vì sao em cảm thấy thích Tùng ngoài cái ngoại hình ra? Nói chuyện hơi nóng tính nhưng mà lại hiền. Tốt bụng. Hay giận vô cớ. Cái gì cũng giận được hết á. Đụng cái giận, đụng cái giận. Mưa là giận, nắng là giận. Đúng rồi. Khi mới ngủ dậy cũng giận. À chuẩn bị đi ngủ cũng giận. Tại sao anh? Cũng có lý do. Lý do gì? Giống như là quá khứ bạn này giống như là có nhiều mối quan hệ, giống như là trải nghiệm nhiều á. Nhưng nó là quá khứ mà. Em quá kỹ á. À, xứng đáng. So với em thì em chưa có, đây là mối tình đầu của em luôn. À. Tại vì năm em đi Mỹ là năm em 20 tuổi. Thì trước em đi Mỹ thì giống như em không có đẹp có như bây giờ. Em thì bán ngoài chợ thì phải ngồi nắng này kia kia nọ, rất là giống như là không phải như bây giờ. Có nghĩa là không có trắng trẻo sáng sủa như bây giờ. Tôi nhưng mà rồi. Khi mà mình qua Mỹ á, em không thể nào tìm được một cơ hội để yêu hả? Tại em đi làm, qua bển là làm suốt. Sáng là dậy làm chứ chiều tối về là coi như là không có quen ai hết. Nếu em cảm thấy cô đơn hay là em cảm thấy buồn quá thì em chia sẻ với ai? Một mình vậy đó. Một mình? Dạ. Yeah. Còn bạn này thì tình trường lẫy lừng. Yeah. Cho nên em cảm thấy em không được công bằng nữa. Em quá kỹ. Ủa vô lý vậy luôn á hả? Nhưng mà được cái là bạn này chịu đựng được. Cái lo cái 2-3 ngàn cái lo em là giận gì đó. 2-3 ngàn cái lo chuyện cũ là không biết chuyện gì cũng lo là giận. Là tại sao anh lại quen nhiều người trước như vậy hả? Nhiều lúc em cũng nói thôi, em cũng không muốn quen được. Tại vì lâu lâu cái người này nhắn tin, người kia nhắn tin mà toàn là người cũ không à.
cái mối quan hệ cũ á. À, nhưng mà nhắn tin cái gì mới được em? Giống như cái bữa đấy em với Ân đi Đà Lạt á, thì Ân có nhắn tin lại với mối quan hệ cũ mà nói chuyện giỡn á. Không, nó rủ đi quan hệ cái em không, em nó giỡn mà. Tại nó là 3-4 năm trước rồi mà em không phải người quen, không phải bồ em luôn. Cái em giỡn em ghẹo nó. Đó, xong cái em mới đọc được tin nhắn. Mà em nghĩ là nó giỡn, em giỡn thì nó biết em giỡn. Không có giỡn hết vậy đâu. Còn nếu mà em thiệt là em nhắn tin xong em xóa rồi. Cái xong nó đọc. Em đọc được rồi em nổi điên. À, thật ra cái đấy cũng nhạy cảm mà, dễ hiểu. Đúng không anh? À, đúng rồi, đúng. Nhạy cảm mà. Tiền cái nhờ bộ em có. Có người yêu rồi, tiền cái còn ngủ đi quên phải bốn người vậy đó. Biết giỡn kìa. Ấn biết giỡn mà. Biết giỡn chọc cho người ta nổi điên, xong rồi hỏi là vì sao em nổi điên. Xong rồi bữa đó là chia tay luôn. Là em từ Đà Lạt đi về luôn. Cũng là, nhưng mà lúc đó là có đi với bạn nữa. Thì ngồi trên xe là Ân ngồi trước, em ngồi ngoài sau, là không có nói chuyện luôn. Là về nói là chia tay đó, không thèm nói chuyện nữa. Rồi vì sao cuối cùng vẫn còn ở đây? Thì về tới đây rồi, vừa mở cửa là em chạy ôm liền. Ôm liền. Tại vì nó nóng được một xíu thôi, mà trên xe có bạn nó còn giữ cái sĩ diện mất á. Để đây thì một xíu nữa là nguội liền. Rồi sau đấy em còn giận như vậy nữa? Dạ không, hết luôn. Tại vì nếu đã công khai thì sẽ không có bậy bạ này kia họ. Thì em cũng tin. Tại vì em là người đầu tiên mà Ân công khai trên mạng xã hội với công khai với gia đình. Lúc đầu em về đây á, Ân nói Ân sẽ dẫn về nhà. Xong cái em hỏi, rồi giới thiệu em với mẹ là cái gì? Thì Ân nói là giới thiệu là em là bạn của bạn Ân. Nước ngoài về chơi. Em nói thôi em không về. Vậy thôi em không về. Cái em sợ nó buồn. Mà xong cái em suy nghĩ thêm một hai ngày vậy đó. Cái em tự nói mẹ luôn. Mẹ không có tự nói đâu. Cái bữa đó cái bữa đó hai đứa đang FaceTime với nhau á. Thì mấy bữa trước thì mẹ cũng hỏi rồi, nói chuyện với nhỏ nào. Thì Ân cũng im. Cái bữa đó cái mẹ ra hỏi nói chuyện với ai. Cái Ân mới nói là giờ không phải con dâu mà hàng dâu được không? Xong rồi mẹ mới hỏi ai. Rồi Ân mới đưa điện thoại cho mẹ nói chuyện với em. Thì mẹ hỏi em tên gì, ở đâu, rồi làm nghề gì kia. Rồi xong rồi trả lại điện thoại cho Ân. Thì từ đó là mẹ biết. Mẹ biết hết. Xong mẹ hết nguyên nhà. Xong rồi nguyên nhà có chúc mừng em không? Thế nguyên nhà nói hết dòng họ luôn. Quan hệ này cũng cuộc sống rộng rãi quá hả? Như là em muốn là quen là sẽ cưới thôi nên sẽ công khai hết gia đình em biết luôn. Là trước Tùng Anh em quen với con trai? Trước lớp 11 em vẫn quen con gái. Lớp 12 em quen con trai. Em công khai rồi? Em mới công khai hồi đây, trước Tết mấy ngày. Rồi bố mẹ có nói chưa mấy? Dạ không, mẹ cũng bình thường. Bố em cũng bình thường, nhà em cũng dễ. Em lấy gia đình hai bên ra là một cái gì đó gắn bó cho tụi em. Tại vì em suy nghĩ, ví dụ mà mình tìm hiểu với người sau nữa thì không biết gia đình họ có giống như gia đình của Ân mà dễ như vậy. Con của mình là một đứa con trai mà tự nhiên công khai vậy, em không biết, em sợ. Rồi khi em về em có gặp gia đình của Ân chưa? Dạ rồi, ba lần. Ba lần? Với lại hôm qua là cái ngày mà em đi từ nhà Ân lên đây á, thì em có ôm dì Năm của Ân để chia tay với ôm mẹ của Ân. Lúc đó thì cũng có bạn dì Năm ở đó nữa. Em ôm mẹ của Ân xong thì dì Năm mới nói, dì Năm mới chỉ bạn dì Năm con dâu của bà Phương á. Thì dì Năm với mẹ thì cũng coi là con dâu luôn. Trò chuyện nãy giờ chắc anh cũng đói hả? Để em dọn cơm cho anh. Ok, anh chưa đói lắm nhưng mà anh thấy ngon quá, anh không muốn. Dạ. Ok, đến giờ ăn rồi. Tự nhiên nha. Em không bị gạt tiệm anh. Đi gạt tiệm. Em tìm ngũ quả cho nó bổ. Ok. Ngon quá. Ngon không? Em hồi trước lúc mà từ Mỹ về Việt Nam á, lúc còn ở Mỹ em chỉ có 53kg thôi. Bây giờ? Bây giờ em 63kg mấy. Là trong bao lâu em lên 10kg? Chưa tới 2 tháng. Là em ở với Ân nuôi em tới vậy đó.
Hồi trước em có vô bệnh viện cách ly á, thì Ân là người mà chăm sóc em. Tại vì là em từ Mỹ về đây là em phải cách ly. Dạ không, lúc đó là em chưa cách ly. Lúc đó là em cũng còn đi chơi này kia kìa nọ. Xong cái em mới đi Quy Nhơn với bạn về. Thì bắt đầu em sốt, em mới đi xét nghiệm thì không có gì hết. Thì nhưng mà họ dẫn cho em phải cách ly. Tại theo quy định 14 ngày anh, mà ở ngoài 12 ngày rồi. Sau giờ mình đi thêm 2 ngày nữa. Thì trong cái lúc anh cách ly đó thì Ân là người đưa cơm cho em. Sáng, trưa với chiều là Ân là người phải chạy xe từ đây tới bệnh viện nhiệt đới để đưa đồ ăn cho em. Rồi lúc đó thì mẹ có nói chăm sóc Ân, nói giùm bác. Gửi gắm không? Dạ. Rồi ngoài Ân ra thì em có họ hàng đây để chăm sóc em lúc đau ốm như vậy không? Lúc trước thì sẽ có. Nhưng mà bây giờ thì có Ân rồi cho nên. Mà Ân, em thương Ân cái là em á, lúc nào cũng là người dậy trễ nhất. Em ngủ tới 11 mấy 12 giờ mới dậy. Thì sáng Ân đi chợ về xong là Ân để đồ ăn qua một bên. Ân ngồi ở đây hoặc là lại giường nằm ở dưới á, chứ không có dám lên giường nữa. Tại vì sợ làm chấn động em sẽ tỉnh dậy. Khi nào mà em thức dậy rồi á, Ân mới bắt đầu làm đồ ăn. Sợ em tỉnh dậy. Tối cũng vậy nữa. Là bây giờ Ân nấu sáng tối cho cả hai người. Em dạ. Nói chung là em nấu, em rửa chén, quét nhà, lau nhà, em làm hết. Bởi vì nuôi em như con heo rồi đó. Nhưng mà em thích Tùng Anh lúc mà gầy hay là lúc bây giờ hả? Em thích lúc vậy hơn. Là lúc đó mà không thích ốm. Em mới nuôi cho mập luôn. Nuôi em quá trời bự luôn. Lúc mà điện thoại cho mẹ mới nói trời ơi hôm nay cái mập quá trời. Rồi tiện thể trong bữa ăn thì cho anh hỏi về chuyện gia đình của hai bên luôn được không? Gia đình của Tùng Anh. Dạ. Có biết Ân không? Biết. Dạ biết. Nhưng mà có bao giờ có ý định là kiểu muốn gặp hay là tìm hiểu về Ân không? Thực ra ba mẹ em thì biết em từ nhỏ là như vậy rồi. Nhưng mà giống như ba mẹ em cũng còn cổ hủ á. Bữa em điện thoại với mẹ. Thì em nói mẹ con muốn cưới chồng. Mà mẹ cười. Mẹ em cười. Mẹ em nói mày hỏi ba mày kìa. Cái em nói con muốn cưới chồng. Mà lúc đó ba đang nằm với bà. Ba mới nói mày điên quá mày ơi. Nhưng mà ba mẹ em biết em như vậy. Tại vì em không có cần come out với nhà. Bố mẹ em biết nhưng mà vẫn chưa có. Chưa chấp nhận được giống như không có muốn em như vậy đó. Nếu mà chưa muốn như vậy thì làm sao mình quyết định được cái việc kết hôn của hai bạn? Em tin rằng em sẽ thuyết phục được ba mẹ. Có nghĩa là bây giờ mình vẫn giữ cái niềm tin đấy thôi chứ Ân chưa có ra mắt bố mẹ đúng không? Dạ. Ba mẹ em có thấy Ân. Tại vì mỗi lần em điện thoại thì Ân nằm kế bên. Chưa nói chuyện bao giờ? Dạ. Thì cũng có. Cũng có nói chuyện ít. Nói chuyện với mẹ không? Nói chuyện với mẹ nhiều hơn. Tại vì mẹ dễ. Mẹ dễ hơn ba. Giống như là ba em đồng ý. Nhưng mà không cưới. Có nghĩa là 50-50 thôi đúng không? Vẫn còn có một chút băn khoăn suy nghĩ. Nhưng mà vẫn muốn em. Tại vì ba em ngủ. Ba em vẫn cổ hủ không muốn đám cưới mà. Nam với nam. Là muốn hai bạn. Là hai bạn quen nhau thì ok. Dạ. Nhưng mà nếu mà cưới nhau thì là một vấn đề khác. Dạ. Vậy là sao mình có thể cưới được nếu như bố chưa cho phép? Thì em có nói thí dụ mà từ từ ba em ơ kìa. Rồi lúc mà em về nhà của Ân đó thì mọi thứ ổn hết anh Tùng? Dạ ok. Bên nhà mẹ Ân cũng thích em lắm. Cũng không cho em đụng tới cái gì hết trơn. Nhưng mà em đã làm việc tư tưởng với bố mẹ trước rồi đúng không? Dạ đúng rồi, em cũng nói rồi. Vì lại cũng thoải mái hả? Tối trên giờ ngủ tới 11-12 giờ xưa mới dậy. Không thấy dâu làm vậy. Nhưng mà em có nói bố mẹ về cái việc là em sẽ cưới? Dạ không. Mẹ hỏi muốn cưới không? Mẹ hỏi luôn. Vậy em mới quen nhau thời gian ngắn nhá. Có nghĩa là thời gian 5 tháng mấy. Mà gặp nhau thì mới gần đây thôi. Thì em có nghĩ cái việc cưới xin nó là một cái việc rất hệ trọng ạ. Thì em thấy mình hơi gấp gáp. Không, em cũng sẽ nghĩ cỡ qua năm hai năm. Mà nó thì muốn sớm, nó sợ lâu quá thì từ từ cái nó sợ đi theo người khác. Với lại em thấy sống chung nhau cũng 2 tháng mấy rồi. Là cũng có nhiều tình cảm, cũng có nhiều cái mà gắn bó với nhau đó. Cho nên tính xấu với nhau là hai bên đều biết hết rồi. Hôm bữa em tính
chiếc nhẫn này em mua em giấu. Em đặt làm riêng giấu. Xong tính là tới ngày mà về đó em sẽ trang trí lại hoa bằng nữa mình khác. Xong dạng như là siêu sinh bà xã vậy đó. Xong cái em tặng nhẫn đến hôm luôn. Mà em đi ra ngoài có xíu à, nó cứ theo hỏi hoài đó. Em không nói thì nó giận, không nói thì giận, giận hoài đó. Em sợ nó giận xong nó nghĩ, nó hay suy nghĩ á, em phải nói. Cái tùng đó, cuối cùng nó lòi ra luôn, xong hết bất ngờ luôn. Hết bất ngờ cho em đó. Em đi hỏi hết bất ngờ, cứ hỏi hoài luôn, đã nói là từ từ sẽ biết. Nhưng mà một câu hỏi dành cho Tùng Anh nhá. Bây giờ mình ở gần nhau, mình còn kè nhau như vậy, mốt yêu xa sao? Không lẽ lúc nào mình phải FaceTime, mình gọi điện cho nhau, mình kiểm tra nhau, mình xem nhau làm gì hả? Em kêu là tin tưởng em đi, nếu không tin tưởng, không có ở bên kia, em sẽ lắp cái camera luôn. Thấy em 24/24 luôn. Thì bây giờ em cảm thấy là em rất là đỡ hơn trước. Tại vì mỗi lần mà em giận cái gì đó là em sẽ nghĩ tới những chuyện mà Ưng đã làm cho em. Đỡ hơn chút xíu à? Một xíu. Em nghĩ sẽ làm được. Ok. Nhớ nhá, ăn xong mới để ý hai cái ốp điện thoại. Dạ, cái này là tụi em chụp hình ở dưới Tây Ninh. Tây Ninh. Dạ. Cái Ưng chụp hình xong Ưng nói Ưng thích cái hình này quá. Ừ, đẹp thật. Cái Ưng mới đi làm cái ốp lưng. Hai cái luôn. Rồi làm ảnh màn hình cũng là cái này luôn. Rồi tụi em cũng có gửi hình nữa. Anh muốn coi không? Nói chung là bài nhiều trò lắm. Mà em thích. Nên đừng bảo người ta bày nhiều trò. Người ta bày trò là vì em mà anh chắc chắn luôn á, Tùng Anh. Tại vì người ta biết em thích. Để em mở xem. Ủa sao móc mũi? Em làm kiểu hợp lý hả? Có hình ngoài đời này không? Ủa cái này là tự chụp hả? Dạ, tự chụp xong để có, đi rửa, thì đùi. Em làm mấy cái này là do em biết Tùng Anh thích đúng không? Dạ đúng rồi. Như là em muốn để là kỷ niệm đem về bển à. Thế bây giờ khoan, anh cần nói chuyện riêng với Ân một chút xíu. Tùng Anh anh phiền Tùng Anh 5 phút. Dạ. Nhá. Ban nãy khi mà nghe hai bạn chia sẻ về cái câu chuyện yêu xa đó, anh vẫn cảm thấy ở giữa hai bạn có một cái điều gì đó nó chưa thật sự cho cái việc yêu xa. Tại vì thứ nhất là Tùng Anh rất rất nhạy cảm. Nhưng anh không biết là em có thật sự ổn khi mà chịu đựng cái sự nhạy cảm đó không Ân? Dạ em cảm thấy được. Tại vì lúc đầu em cũng thấy là em muốn buông rồi. Mà hay ở bên thì tại cái tính nó nóng thôi, mà chắc nó rất là tốt. Mà nóng thì cũng nhanh qua. Xong rồi em cũng hay dỗ riết rồi em quen á. Thế là cũng là nó buồn là vì chuyện quá khứ của em thôi, nên dù sao anh cũng hay. Rồi bây giờ ở gần nhau là như vậy. Rồi em có chuẩn bị sẵn sàng tinh thần cho cái việc yêu xa lại chưa? Thấy lúc sau cũng như là lúc mới bắt đầu vậy đó. Em nghĩ cũng vậy. Cũng như là cũng gọi điện nói chuyện hàng ngày như nọ rồi. Thấy qua màn hình nó cũng gần nhau chứ không xa lắm. Nhưng mà sau này khi mà cái dịch này qua nhá, em sẽ quay về với công việc của mình. Em bận rộn hơn thì em sẽ bị áp lực nhiều hơn. Em nghĩ là chắc em bán online. Bán hàng online. Nó sẽ gửi liên tục nhé. Cũng thời gian cũng thoải mái. Bán hàng mà. Là nước hoa mỹ phẩm các thứ hả? Nước hoa mỹ phẩm với lại một số món ăn nhanh ăn vặt nữa. Em bán mấy cái đó luôn. Là ở nhà cho vợ dễ kiểm soát. Dạ đúng rồi. Cho thoải mái cho nó đỡ suy nghĩ. Thế thì em có cảm giác em còn có việc gì lăn tăn về cái mối quan hệ này không? Dạ em chỉ còn mình nó thôi. Em muốn cho nó vậy như là thay đổi nó tin tưởng em nhiều hơn. Lúc mà trước khi bên Tùng Anh em chưa công khai á, em có quen nhầm vậy thôi. Mà khi mà em công khai rồi là chỉ có duy nhất mình Tùng Anh thôi, lại không có lăng nhăng hà điên này người kia. Em chỉ muốn cho Tùng Anh là bớt nóng và lại bớt suy nghĩ tiêu cực. Những chuyện không có suy diễn phải không? Suy diễn ra. Là muốn đừng có nóng quá để giữ cái tình cảm của hai đứa. Rồi khi em nói cái đấy với Tùng Anh thì Tùng Anh trả lời em như thế nào? Kìm được. Như là em kìm được luôn rồi. Làm cách nào em? Thì em ở chung gì đó rồi em cứ ôm nó thủ thủy thôi, có tài nó thấm từ từ. Thế là ok rồi. Chào anh. Em có một bất ngờ cho anh rồi.
gì đâu mày. Em biết đó giờ chuyện này toàn là chồng tặng vợ, nhưng mà hôm nay em làm ngược lại, em tặng anh. Cảm ơn vợ. Em giấu gì sau lưng tụi mày? Còn cái nữa thì ở đây còn lá thư nè, đi đọc trước đi. Em nợ anh rất nhiều lời xin lỗi. Em biết em cứng đầu hay giận hờn vu vơ. Em biết mình chưa thật sự tốt vì cái tôi của em mà em không nói lời xin lỗi với anh. Nay em gửi lời xin lỗi với bó hoa này gửi tặng anh. Còn một bó hoa nữa. Kỳ vậy? Anh lột ra coi. Anh mở ra coi. Anh mở ra coi. Anh lột. Nghe nó trần trụi lắm. Thích không? Ở đây em. Em biết đó giờ toàn là em ghen tuông vô cớ, toàn là anh giải hòa. Em không biết làm gì cho anh, chỉ biết mua quà tặng anh thôi. Cảm ơn vợ. Rồi, đẹp rồi. Rồi anh thay mặt khán giả của chương trình cảm ơn hai bạn em đã nhận lời tham gia chương trình và cho tất cả mọi người có một cái trải nghiệm cũng như là được đi qua những cái cung bậc trong tình yêu của em. Và hy vọng hai đứa luôn vững tin và vững tâm về nhau. Cảm ơn hai em rất là nhiều.